giày xanh hay nên thay đôi giày trắng? Đôi giày trắng và trong gương ai kia đang thấy lo âu làm sao giờ với mái tóc xù bùm. Hey, và suy nghĩ nên trang son phấn giống như mẹ thường mang mỗi khi đi dạo phố, đi dạo phố. Mà thực ra ai mang son phấn sẽ trông ra rất già, có đúng không mẹ ơi? Và suy nghĩ hết một ngày chẳng còn bé con như bàn tay, mà lại chưa lớn để mang được giày cao gót với môi hồng tươi. Một hồi sau đó mới nhận ra có khi làm chính mình vui hơn là giống ai, không phải giống ta. La 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 la. Hey, oh la 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 la. Và dù tới mai này có phải thôi.